Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 21 tháng 4, vị trí tâm bão Sirigue ở cách đảo Luzon, Philippines khoảng 300 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức khoảng 165 đến 185 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 7 giờ ngày 22 tháng 4, vị trí tâm bão cách phía bắc đảo Luzon, Philippines khoảng 260 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức khoảng 135 đến 150 km/h, giật cấp 17. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 7 giờ ngày 23 tháng 4, vị trí tâm bão cách phía bắc đảo Luzon, Philippines khoảng 632 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức khoảng 115 đến 135 km/h, giật trên cấp 15. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 7 giờ ngày 24 tháng 4, vị trí tâm bão cách phía bắc đảo Luzon, Philippines khoảng 1.000 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức khoảng 75 đến 90 km/h, giật cấp 12. Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km. Bão Sirigue rất ít có khả năng đi vào biển Đông và hầu như không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Hiện nay, không khí lạnh có cường độ suy yếu, cơn bão Sirigue đang hoạt động trên vùng biển phía đông của Philippines. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rìa xa phía tây của hoàn lưu cơn bão Sirigue, ngày và đêm 21 tháng 4, ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió giật mạnh trên biển cấp 1,